Chào các em, tiết thể dục hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề bài tập thể dục với bài 3 động tác chân và động tác vặn mình. Bài học hôm nay có 6 phần: phần 1 khởi động, phần 2 hướng dẫn và phân tích động tác, phần 3 tập luyện, phần 4 trò chơi, phần 5 thả lỏng, phần 6 vận dụng. Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài khởi động. Động tác đầu tiên là động tác cổ, hai chân đứng đầu bằng vai, hai tay chống hông khởi động cổ. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay tròn cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác quay tay, hai tay đưa tay về phía trước, quay từ trước ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Động tác vặn mình. Hai tay dang ngang. Vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Động tác lườn. Hai chân đứng động hoài, hai tay dang ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Hai tay chấp lại, xoay chỗ tay gỗ chân bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác lưng bụng, hai tay dang rộng, người khum xuống. Tay này chéo chân kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay gối, hai chân chụm lại, hai tay chống gối, xoay vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay gối động từ trong ra ngoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác gập gối, hai chân xếp lại, hai tay chống gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Hôm nay chúng ta học tiếp tục động tác thứ ba của bài tập thể dục phát triển chung, động tác chân. Thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích động tác với tư thế chuẩn bị. Nhịp 1. Nâng đùi trái lên cao, vuông góc với thân người, đồng thời hai tay đưa sang ngang rồi gập phiểu tay. Các ngón tay đặt trên mõm vai. Nhịp 2, đưa chân trái ra sau, kiển gót chân, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, căng ngực. Nhịp 3, đá chân trái ra trước, đồng thời hai tay đưa ra trước, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên, đổi chân. Chào các em, hôm nay chúng ta học động tác thứ ba của bài tập thể dục phát triển chung, động tác chân. Nhịp 1, co chân trái lên cao, vuông góc với thân người, đồng thời hai tay dang ngang, gập phỉ tay, các ngón tay đặt trên bọng vai,
Nhịp 2, đưa chân trái ra sau, kiển gót, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, căng ngực. Nhịp 3, đá chân trái về phía trước, đồng thời hai tay đưa về phía trước, lòng bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 4, trở về vị trí ban đầu. Nhịp 5, 6, 7, 8, giống như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các em thực hiện cùng với thầy động tác chân 2 lần 8 nhịp. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ho. Tiếp tục động tác thứ tư của bài tập thể dục phát triển chung, động tác vặn mình. Với động tác vặn mình, thầy sẽ hướng dẫn và phân tích động tác cùng với các em. Tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, căng ngực, bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, quay thân 90 độ sang trái, hai chân giữ nguyên, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 3, về như nhịp 1, hai chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên, đổi chân. Chào các em, tiếp tục chúng ta học động tác thứ tư của bài tập thể dục phát triển chung, động tác vận mình. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, căng ngực, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, quay thân 90 độ sang trái, hai chân giữ nguyên, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3, như nhịp 1, nhịp 4 trở về vị trí, chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống như nhịp 1, nhịp 2, 3, 4, đổi bên, đổi chân. 5, 6, 7, 8. Thầy mời các em cùng tập với thầy động tác vận mình 2 lần 8 nhịp. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Hôm nay thầy sẽ tổ chức cho các em chơi trò chơi với tên gọi tung bóng vào rổ. Chúng ta chuẩn bị dụng cụ khoảng 10 trái bóng to nhỏ đều được, một cái rổ hoặc cái xô, hứng bóng, kẻ vạch. Cách chơi: người chơi đứng trước vạch kẻ, cầm bóng tung vào rổ. Đội nào tung được nhiều trái bóng vào rổ, đội đó sẽ chiến thắng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài thả lỏng. Hai chân đứng ngang, hai tay đưa lên, chúng ta hít vào, hai tay đưa xuống trước bụng, chúng ta thở ra. 1 2, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hai tay chúng ta đưa trước ngực, chúng ta lắc, thả lỏng vào. Trong khi này chúng ta sẽ hít và hít thở. Hai tay chúng ta không lưng xuống, hai tay. Tiếp tục động tác tới chân, chúng ta lắc chân. Kết hợp tay và chân, tay đưa cao. Bài thả lỏng này giúp chúng ta khi tập ở trường hay ở nhà để trở về trạng thái ban đầu. Xin cảm ơn các em đã thực hiện cùng với thầy. Các em hãy đoán hình nào là nhịp 2 của động tác chân. Thầy xin chúc mừng các em nào đã chọn hình số 1.
Các em ôn lại các động tác đã học, động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân và động tác quẳng mình. Các em nên tập luyện thường xuyên để chúng ta được thuần phục các động tác. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc các em được nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.